Đây quê mình bữa nay biển nó im rồi mình đứng ở trước mình quay các bạn dòm chút xíu nha. Bữa trước mình cá mới vừa ham biển quét xuống biển lúc đó trời động gió, bữa nay bắt đầu im rồi nè, ghe bắt đầu nó chạy về nè. Chờ bữa nào mình đi qua mấy cái hòn kia ở ngoài núi à. Biển mình mà biển mình nó dài cái này nè, cái này là cái chỗ nhà máy lên đây, từ đây xuống nó khoảng 5 cây số. Bữa trước mình có quay cho các bạn coi á, nhà máy lên đây, nhà máy đóng tàu lên đây mà bây giờ nó đang đi rút nè. Đây là đúng ra tính là coi như là thôn mình đang đứng ngay thôn Bá Hà một, xã Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, đó là quê hương của mình đây. Còn cái bờ biển nó dài, nó là phía dưới là Ngân Hà, phía trên là Bá Hà hai. Hồi xưa ta nói là Ngân Bá Thủy, Mỹ Lương Chí Thạnh đó, quê hương mình vừa cảnh đẹp xinh. Quay các bạn coi chút xíu, bữa nay trời im là ghê nè. Bữa nào bắt đầu mình lên ghe mình đi biển mình quay cho các bạn coi. Bây giờ mình đứng trong bờ mình quay nè, bên phía trên này là Dốc Lết này, sáng mai mình tắm mình quay đó. Bữa nào mình ra ghe mình chạy ngồi nước trong mình quay các bạn coi nha, tại vì ở biển mình mà mình sống từ nhỏ tới lớn mà. Rồi chào các bạn nha, bữa nay mình hứa các bạn mình về Việt Nam mình không uống rồi mình không quay được chứ. Một đô thì chưa 5 đô. Nhưng mà ông này á, ông này là ông anh con bác cũng là bạn. Nhưng mà thôi bây giờ mình giới thiệu, đây là mừng kịch. Còn con bác Đường Gia, ông là dân ở Bá Hà một phường Ninh Thủy. Rồi bữa nay á, bữa nay cán bộ làng, nhưng mà ông nói cái bài chòi á thì ổng cực chẳng đã mới hát, nhưng mà mình yêu cầu quá ông hát. Thôi bây giờ anh mừng anh vô bán bài chòi gì anh nói ra anh em nghe. Bán gì? Chiều lên coi tôi quy thử mình sao. Rồi ok, bây giờ anh Mười sẽ lên kể gia đình nghe, rồi các bạn cũng nghe luôn. Đây bản bài chòi quê mẹ của tôi. Ok rồi. Nghĩa mẹ ta lên núi sông còn nhớ
Yeah.
dù có đi nói cúi đầu con anh chịu đào trong con đây mới là con trẻ đâu ở trong đi bên con để mà tin dậy khi còn còn xét trở là ở vì con không còn dạy cô không thờ con chưa biết con bố mẹ đã làm dấu là còn có anh chỉ con nhớ lại thì khi đau ốm thì con còn ở phương xa từ bây giờ có phụ của các người ta mẹ thương mẹ nhớ mẹ xót xa mẹ đi tắm mà chờ còn nữa mà mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.